Thì thầy đang nói phần introduction cho nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn sáng một cái. Hôm nay mình có bánh croissant. Get down to the fun stuff. I'm submitting a popular culture project proposal. Go can be really useful to help you fix up some of the writing, make sure that you're going well and beyond. Something that a chat GPT can provide for you. Hi, xin chào mọi người, mình là Chi Hân. Tới bây giờ thì mới có thời gian để nói chuyện một cách trực tiếp với mọi người. Tại vì mình mới vừa hoàn thành lớp online xong. Đây là lớp online đầu tiên trong cái khóa học này của mình. Xem này thì không có gì khác biệt, mình vẫn học hai môn. Ngoài một buổi học online ở nhà thì mình sẽ lên trường 2 ngày. Lúc trước thì mình có đắn đo là khi mà mình vlog á, đa số những cái hoạt động thường ngày của mình đều là ăn ngủ xong rồi chạy deadline rồi vòng ngược lại. Và mình up story về vấn đề này thì mọi người cũng có vào nhắn tin và nói mình là mình cứ quay thôi, tại vì mọi người vẫn rất là thích coi những cái hoạt động hàng ngày đó của mình, nên là mình mới có động lực quay video này. Và cũng như là tận dụng cái tuần này là cái tuần đầu tiên mình đi học, mình chưa có quá nhiều thứ để làm á, nên là mình sẽ quay lại hoạt động một tuần của mình để dẫn các bạn đi học cùng mình hoặc là làm những cái hoạt động hàng ngày với mình để xem coi là cuộc sống của mình có gì thú vị và thay đổi so với video gần nhất. Vậy là mình đã mới vừa giặt đồ với lại dọn phòng xong xong KPI dọn nhà của ngày hôm nay rồi. Tại vì hôm qua mình đi Mega Market nên mình mới vừa mua một chút kiểu lương thực để tiếp tế cho mình trong những ngày sắp tới. Tại vì mình sắp không phải là sắp, mình đã chuẩn bị đi học lại. Ủa, khác gì nhau, mình đi học lại rồi nên là mình cần mua những cái món đồ này để có thể tự nấu cái gì đó ở đây. Ok, nhìn cái giỏ này thì không có healthy lắm. Indomie nhưng mà ngon mà. My favorite. Oh my god. Lâu lâu thì mình sẽ bị lên cơn thèm mì cay và mình sẽ không có dám ăn quá nhiều. Chắc cỡ 1-2 tháng mình ăn một lần. Chắc vậy. Và một lần thì mình ăn mình cũng bỏ nửa gói sốt thôi mọi người, chứ không có dám bỏ hết. Và mình thấy ăn thì cái này ăn chung với trứng cũng ngon. Nói chung là mình rất là thích chiên trứng ốp la ăn chung với những cái mì như thế này. Đặc biệt khi mà ăn với cái đó thì mình không thể thiếu rong biển. Ý là không biết nữa, mình cảm giác ăn nó cứ dính dính kiểu gì á. Một gói mì như vậy mình có thể ăn hết một vỉ này. Mình có mua thêm cái em này. Anh mình nói là ở bên Mỹ người ta ăn mì này khá nhiều. Nhưng mà mình thì mình không có nhớ cái loại mì này mình đã ăn chưa. Ở đây thì khá là nhiều loại á. Mì Hàn Quốc cộng to như thế này thì mình đã ăn rất là nhiều rồi. Nhưng mà loại này thì có thể là chưa, nên là mình mua thử. Các bạn yên tâm đi, những cái món đồ này thì mình sẽ không có ăn một mình. Mình sẽ ăn chung với roommate bên kia của mình á. Tự nhiên quay đồ ăn xong cái đói quá à, nên là chắc mình sẽ đi xuống và nấu mì ăn luôn á mọi người. Nên là bây giờ sẽ đi nấu ăn cùng mình nha. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình đã ăn xong rồi và mình cũng vừa thay đồ với lại chuẩn bị đồ để một lát nữa mình đi tập. Hiện giờ thì còn hơi nắng với lại là còn nó mọi người, nên là mình sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một chút.
không có được healthy lắm ha. Nhưng mà vì là mình đã thèm mất rang bơ lâu lâu rồi đó, và tới hôm nay thì mới đi tìm được chỗ bán. Và mình phải chạy qua tới bên quận 10 review trên TikTok. Nên là bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Và có vẻ giòn á mọi người ơi. Tuyệt vời. Mở phim coi nữa là hết bài luôn á. Ban ngày thì đi tập, xong rồi tối về ăn bắp rang bơ. Nghe không có hợp lý lắm ha. Ngày mai là chắc hơn một tháng rồi mình mới quay trở lại trường luôn. Và mình sẽ có lớp đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng. Bài cho tuần này thì mình đã đọc ngày hôm qua rồi. Quần áo với lại ba lô thì mình cũng đã sẵn sàng rồi. Chỉ có bây giờ mình sẽ ngồi coi phim chill chill một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ngủ nha. Ngày hôm nay của mình thì chỉ có nhiêu đó thôi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha. Good morning. Các bạn ơi, các bạn, dù mình có cái đồ sạc điện thoại thì nè, nhẹ mình thấy không? Trời ơi, nó sạc nè. Ý là hôm nay mới lên được tới đây với bộ. Vui và trộm vía là khá ok. Giảng viên lần này của mình khá là khó. Thầy có ở một số khía cạnh như là giờ giấc đi học. Tại vì mình thấy thường ở đại học thì các giảng viên khác thường không có để ý cái việc này lắm. Nhưng mà thầy khá là khó về cái việc đi trễ. Cái thứ hai nữa là cái việc chấm điểm cũng khá là khó. Nên là hơi lo lắng một chút. Tuy nhiên thì mình thấy cái năng lượng của thầy khá là ok. Với lại là thầy giảng mình thấy hiểu
và mình cũng thấy rất là thích khi mà được tham gia vô cái lớp hôm nay. Còn bây giờ thì mình mới ghé mua bì quản. Bây giờ thì mình sẽ cất đồ xong rồi đi xuống dưới ăn. Thường mình ăn món này mình sẽ ăn rất là nhiều rau, mặc dù bình thường mình khá là ít ăn rau. Mình sẽ đổ ra là thăm microwave lại. Mình ăn mì quảng gà chọi trút xương. Mình rất thích ăn cái gà ở đây tại vì kiểu cái thịt nó không có bị mềm mà nó rất là chắc và ăn nó dai dai, ngon lắm. Mắm, tỏi, ớt đặc trưng của cái chỗ này. Khi mà mọi người ăn thì mọi người nhớ chấm gà nha, rất là ngon luôn. Wow, thật là đáng khen. Xin chào mọi người, mình đã về nhà rồi nè. Bây giờ mình sẽ ngồi chuẩn bị bài cho hôm thứ năm để đi học. Và hôm thứ năm thì mình sẽ học lớp về phim á, nên là mình phải ngồi xem phim nữa. Nhưng mà nếu mà kịp thì trong hôm nay mình sẽ xem luôn, còn không thì ngày mai mình sẽ dành thời gian xem phim sau. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi làm những cái bài tập kiểu trắc nghiệm này nọ trước để chuẩn bị trước khi vào lớp ha. Đây, khoe với mọi người, mình mới mua cái màn hình này để như kiểu cho nó to hơn. Trước đây á, mình chỉ làm bài với laptop thôi, thì khi các bạn biết mình làm bài mình sẽ tập trung như thế này và cái cổ của mình cúi xuống, thì dẫn tới là cách đây khoảng 1-2 tháng á, thì cái cổ của mình bị đau, đau rất là nhiều luôn. Và khi mà đi khám thì kết quả của nó không có được tốt lắm. Mà khám ra xong rồi đưa kết quả về cho gia đình và kể cả bác sĩ luôn nha, cũng nói là mình bị cái những cái vấn đề này quá sớm, không đáng xảy ra ở cái độ tuổi của mình luôn. Cho nên là đây cũng là một cái cân nhắc dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn đang phải kiểu ngồi học hàng ngày nè, với lại là ngồi máy tính hoặc là đi làm rồi các bạn ngồi, chắc chắn là không thể tránh khỏi cái việc các bạn phải ngồi để viết hay là đánh máy gì đó. Nhưng mà các bạn có thể điều chỉnh cái tư thế của mình. Mình nghĩ các bạn cũng biết là các bạn đang ngồi không đúng rồi, nhưng mà các bạn không có chủ động để điều chỉnh cái tướng ngồi của mình á, chỉ là cái mình nhắc nhở thôi. Còn tất nhiên là việc thực hiện vẫn là của các bạn và sức khỏe cũng là của các bạn. Những ai mà không nghe theo thì chắc chắn sớm hay muộn gì thì các bạn vẫn sẽ phải có những cái vấn đề giống như mình. Mình phải đang trả giá bằng việc là đi trị liệu, cũng như là mình phải điều chỉnh cái tướng ngồi của mình. Mà khi mà các bạn đã quen với cái tướng ngồi cũ rồi nha, các bạn ngồi cái tướng mới kiểu ngồi thẳng như này nọ cực kỳ mỏi và khó chịu luôn. Cho nên là nếu như các bạn sửa được từ bây giờ thì cố gắng lên. Đang ngồi đọc bài nhưng mà mình cảm thấy khá là buồn ngủ. Nhớ ra hôm trước mình có mua cái bịch kẹo bò hút. Tự nhiên hôm trước mình lướt Shopee thì mình thấy có cái này, nên là hôm nay mình sẽ thử xem là nó có ok không. Nhưng mà để thử nha.
Không khác gì bò hút luôn á mọi người. Hay là kiểu như nó lấy cái khuôn xong mình nó đổ bò hút vô, xong nó làm đông đặc lại ha. Hay mà cũng được. Tạm tạm đi. Siêu phẩm hoa sa đi la. Bình thường em chưa có sa đi la gì. Gà. Ừ đúng rồi. Hết thôi. Đúng không? Đúng rồi. Tới Sài Gòn nhớ phải ăn cái này nha. Hai ly rất cầm em. Giờ mới có. Còn bữa sáng, bữa có, bữa không. Nên thèm thì là chán ráng chịu. Cái này là gọi là kem gì quên, em quên. Kem béo hay kem mặn? Hay kem sour cream. Kem chua. Đó. Mà nó kiểu để trong cái gỗ kia ngon hơn. Ừ, nhìn nó cái cảm giác hơn, nó đúng hơn. Ừ. Cái này nhìn nó thường. Đúng rồi. Hello. Hôm nay mình học ở hội trường nè các bạn. Xin chào. Chị sẽ có mặt trên YouTube của em đó. Chào các bạn đi. The actors and actress came to the cinema to watch them. But then after I watched this movie, I have many curiosity. After that, I need to research and watch more TikTok video to know what is that event in the movie and what happened to South and North Korea and of course between the Japanese. I love how they bring salmon because I have researched about Korea. They are very have the experience and belief about salmon. The people who have like magical. Thank you.
Thank you.